Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gầm Lậu Mobile nha. Hôm nay mình giới thiệu đến mấy anh em con game là Linh Giới Chiến Tranh nha. Thì con này của nhà Xin mở nha anh em. Con này là đã được chìa khóa nha anh em. Con này mở theo dạng là server ghi em tool nha. Thì mấy anh em tạo nhân vật xong á, để lại tên nhân vật để AD kích hoạt cho mấy anh em là 1M tinh thạch nha anh em. Anh em là chơi tool full thì donate nha. Rồi con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Server rất là mượt mà nha. Đó, rất là ok nha anh em. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link cho mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you.